và còn rầy rứt. Nhưng giữa triều đàn phán xử phải công minh. Thái hậu Thượng Dư đã phạm tội tài đình, tư thông quốc tặc, phải thọ hình theo luật pháp. Hậu tiên chỉ kỳ gia, hậu chỉ kỳ quốc, xin thái hậu phân xử công minh để làm gương cho thần dân chăm họ. Bằng không lòng hổ thẹn như muôn dân, xin lấy cái chết để mà càng gian. Chuẩn tâu tạm ban chiêu đi. Bình rượu đâu? Khi ta đây xuất trận, ta có đôi lời cùng lại với nàng. Ngoài biên thì giặc giữ lâm le, trong triều nội sự tình đang rối rắm. Ta ra đi không biết bao giờ ta trở lại. Quân chương, nên nhớ thận trọng. Ý Lan, nàng nên thận trọng. Quân chương, quân chương. Ý Lan, tại sao bà lại giết ta? Tại sao bà lại giết ta? Có phải vì lòng ghen hờn ích kỷ của bà mà bà giết ta? Với ngôi vị của bà có thể cứu được mạng ta, tại sao? Có phải vậy không? Có phải vậy không? Ta không phải là kẻ tán tận lương tâm vì chút hờn ghen bà đã tai hạ. Đoạn tình trước nghĩa để cho lòng ta phải tan nát tan.
giặc. Hương Dương ơi, bà má tôi chơi đất trời, khuấy động lòng người, làm triều khương rối loạn. Tiếng dương băng hà, áo quân nhỏ dài, trong nồi đau quằn quại. Thế nào để ngôi đê chịu lung lay, vua còn nhỏ phải bình an lòng thiên hạ. Thái hậu Thượng Dương phạm tội tài đình, làm cấm phận muôn dân. Ta đau đớn như tim mình tan nát, nhưng biết phải làm sao khi dân nước nguy nan. Bà chết không phải vì sự ích kỷ của ta, mà bà phải đền tội cho muôn dân trăm họ. Khi tất cả đổ máu xương vì đất nước, bà lại âm thầm cấu kết lũ ngoại bang. Tỷ lang, nàng đã không phụ lời ta ký thác. Đất nước cần một vị vua. Âu quân còn nhỏ dại, nàng phải buông rề nhiếp chính. Thái hậu Linh Nhân không hổ thẹn cùng sang hà. Hoàng vương, đất nước này cần một vị vua. Vua còn nhỏ, ta buông rề nhiếp chính. Hoàng thượng gia lâm. Dương Nhi, hãy nhớ lấy lời ta dặn, muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng hơn là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay như chướng tay, để giáo hóa thì sâu hơn mệnh lệnh, dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Muốn nước mạnh dân giàu, hoàng đế phải nhân từ với muôn dân. Phàm xây cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bào. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ trường tồn. Thánh hoàng vạn tuế. Anh biết rằng là em đã cố gắng hết tất cả khả năng của em. Thì có lẽ là cuộc sống thì mình chưa có nhiều trải nghiệm để mình có thể áp dụng vào những cái vai diễn nặng ký như vậy. Nhưng anh thấy được một cái viên ngọc thô cần dùi mài, và anh tin là em sẽ đạt được thành công với ước mơ của mình. Anh luôn nói với lại tất cả các bạn đồng nghiệp của anh là em là một giọng hát quý của sân khấu cải lương. Các bạn trẻ đó, khó mà có ai có một cái giọng hát dài hơi chuẩn cao vút như em. Với kịch bản này, đối với anh thì dàn dựng chưa tốt, nó không đẩy cao trào lên được, và nó không làm lột tả được một bà Ý Lan nhiếp chính. Thứ nhất là tôi rất là phục các bạn khi chọn thể loại này, không đơn giản, mà đặc biệt là bạn có những cái đoạn độc thoại rất là khó, độc thoại cho cải lương rất là khó. Đó là chưa kể nha, đây lại là một trích đoạn mới hoàn toàn, cho nên là cái điều này để thấm được không phải đơn giản đối với em. Tôi mong là giống như anh Kim Tử Long nói là bạn phải chú ý tới phần dàn dựng, nhưng mà bạn có cơ sở để làm tốt tất cả những điều đó. 9,5
Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. 9,75. Và xin được giữ lại số điểm của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời. Điểm. Xin được chúc mừng. Cầu xin thật linh hãy phù hộ cho chàng. Dù rằng chàng phải cố gắng mang thật dược về để chữa bệnh cho quốc vương. Lúc đó vua cha sẽ cho phép chúng ta làm lễ cưới. Muốn tìm được thật để chữa lành đôi mắt cho quốc vương thì ngươi phải đối đầu cùng công chúa rắn. Kìa, bà là ai? Bạn tôi đâu? Anh ta đã bị bọn rắn con làm cho mù đôi mắt. Chàng hãy yên tâm, ta đã truyền mệnh lệnh dùng nọc rắn cứu anh ta rồi. Vậy bà chính là Nữ Chúa Rắn. Chàng đã cố ý hay vô tình tìm cầm tay đâu ai giây phút dương dân hôm nay cứ nghe tình sai nàng ơi đôi tim khe khe ấp yêu mong lung bên nhau nồng ấm qua nhịp đàn ca múa du rắn ơi ơi chàng như đất vua rồi đây trong mê ngân ngại sẽ chia nhau lời nguyện thề qua nhịp đàn ca múa Nữ Chúa đêm nay đẹp hơn ánh trăng rằng đêm nay đông du khúc khắp nơi từng bừng nụ cười. Xin hãy nghe đôi lời tôi tỏ bài. Thần linh khuyên nơi hiểm sâu tìm ra thần. Còn
cho hoàng thân. Chú Trâm ơi, vậy thì ta sẽ truyền lệnh thả ma sao? Bạn của chàng sẽ mang nọc trắng về vương quốc. Còn chú Trâm hãy ở lại nơi đây để hai trái tim đắp xây niềm hạnh phúc. Tôi phải ở lại nơi đây à? Sự ở lại là ngoài ý muốn của chàng sao? Tôi phải quay về để làm lễ cưới cùng công chúa. Lòng tôi chân tình đã trao ai rồi, vì sao đôi trời khiến đau thương nói không nên lời. Chàng ơi trung dương xa thăm bóng hình của nhân, mơ tương lai sẽ chung nắm tay kề vai. Nhưng tôi yêu nàng Ga Ly hoàng thân công chúa, nên không thể nào thay lòng quên người lâu son. Còn đối với chàng, ta chỉ là bà chỉ là một con đông tà hung dữ, cũng thở chẳng sánh cùng nàng công chúa Ga Ly. Sa đã ước thề cùng chàng thôi sao? Huống ta kia rơi vào bẫy tình để đánh mất quyền năng. Rồi đây những đêm mù ta ngồi khóc dưới ánh trăng, thì thôi cũng đành rằng ta là người chiến bại. Vì đắm say Du Ram nữ chúa yêu khờ dại, từ đây trái tim ta thành bằng giá. Nếu bà căm thù tôi thì hãy giết tôi đi, tôi xin trả lại cho ai báo giận nơi đồng răng. Chú Răng hãy nghe đây tiếng ân tình sâu lắng, nọc răng hãy mang về để cứu mạng quân vương. Công chúa ơi, ta đã được quay trở về để làm lễ ban hôn cùng công chúa. Ta sẽ trả chàng về cùng công chúa. Nhưng thân xác xinh đẹp này của chàng sẽ trở thành kẻ tước quyền gớm ghiếc. Cầm đi! Ta sẽ không bao giờ làm chồng của một loài bạo chúa như ngươi. Cầm đi loài đáng đạo. Được, được lắm. Ta sẽ khiến ngươi yêu mà chẳng được yêu, và nếm trải cảm giác mà ta đang gánh. Tại sao? Tại sao? Tại sao bà lại tàn ác đến thế? Vì tình yêu. Chính Chu Râm, nhà ngươi đã khiến cho ta phải trở nên độc ác. Hỡi đồ thật mạnh Ga Ly này tối thượng, hãy ban cho con quyền năng để trừng trị kẻ dâm tâm. Ah!
sao? Tại sao lại như thế này? Loài rắn độc à? Dữ hơn hổ dữ, độc hơn loài rắn đó chính là con người. Thưa quý vị khán giả, đây là giờ phút mà Đình Toàn để tiếp tục bật mí những bí mật trong ngày hôm nay cho quý vị. Đó là chúng ta vừa đến với một tác phẩm được sáng tác và được dàn dựng bởi một nghệ sĩ mà Đình Toàn nghĩ là chắc chắn rất nhiều người biết đến và yêu mến bà. Đó chính là nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Và xin cảm ơn cô quay trở lại sân khấu. Và đặc biệt ngày hôm nay là cô lại bỏ rất nhiều công sức ra để tập cho Hà Mỹ Anh. Rồi, em bé Bo Bo xin được mượn chương trình này để gửi lời chào hết tất cả những quý khán giả thân thương. Thấy một cuộc thi như thế này thì nó mừng. Cần cái gì? Cần sự đam mê. Bộ môn này sẽ không đi vào quên lãng. 74 tuổi rồi nhưng mà hăng lắm nha em ơi. Thương em cháu lắm. Dạy tới ba nó rồi, giờ tới nó luôn. Dạ. Mong ước như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Con cảm ơn cô. Dạ, con xin mời cô. Trước hết là cô nói là con rất là xinh đẹp. Thần thái cũng như là trên cái khuôn mặt của con biểu cảm rất là rõ ràng. Cô cũng bày tỏ cái sự hâm mộ với cô Bo Bo Hoàng. Và con chúc cho cô luôn mạnh khỏe. Hà Mỹ Anh cũng không có làm phụ lòng cô Bo Bo Hoàng. Theo như cô nhìn thấy, thần sắc cũng như cái câu hát của con và cách diễn của con, như động tác cho nó ra cái kiểu của Ấn Độ, con đã làm được rồi đó. Cô rất là thích tiết mục của con. Sơn cải lương đang rất cần những người có tố chất giống như con. Tìm những người mà để trở thành quái kiệt hoặc là những người mà chuyên trị những vai độc khó lắm. Và khi con chọn một cái vai độc, một cái vai khó như vậy, con phải biết chia lực con ra. Lúc nào con ca, lúc nào con diễn, lúc nào con hét, lúc nào con gào, để chi con hoàn thành những cái bài ca trong trích đoạn một cách trọn vẹn và nó hay. Mà con làm được điều đó thì con sẽ là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Chúc mừng con. Con cảm ơn chú. Thì thực ra bé này là về đào thương thì sẽ là thế mạnh của con. Cô muốn nói như vậy nè, vì con còn non, thành ra là có những lúc con chưa có tiết chế được. Trong tương lai mình ấp vô đầy hết. Bởi vì con là một người mà cái gì cũng dám làm, xả thân để học. Rồi cái giọng của con rất là hay, nhưng mà con phải biết dưỡng cái giọng của mình. Đúng là như chú Quốc nói, con sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai. Dạ, con cảm ơn chú. Và bây giờ là siêu điểm 9,75 điểm. Cảm ơn nghệ sĩ Vũ Quốc. Xin mời nghệ sĩ Hồng Vân. 9,75 điểm, chúc mừng Hà Mỹ Anh. Giữ ta chăm lo an xã tắc, quay giữ dựng biên cương, dân dịch trung dỗ chức Nam Dương, ngã tách tử ngũ gia dân thiệu. Ok, phụ nhân. Phụ quân ơi, phụ nhân sao ăn không ăn tịnh dưỡng, ngày khai hoa nở nhị đến gần. Này phụ nhân, hãy giữ gìn quý thể. Phụ quân ơi, thiếp lo lắm phụ quân à. Suốt thanh thâu trằn trọc, đứng ngồi lại không an. Kể từ khi chặt trấn nhậm ải quan, bề gia nổi chứ bạc vô âm tính. Dạ bao. Dạ bốn cửa thành binh tướng phụ dây, đại thiên tướng thành đô khiêu chiến. Hãy cho con đi vô mấy gian cửa phu quân, nhờ thiếp đi trọng đăng binh đăng giết quân giặc trở tay. Xin phu quân đổi ngũ bạch đài, đát một đống ngũ giang trở mặt. Này phu nhân, phụ nhân mau trở lại với làng.
chiến. Phụ quân. Vâng, dân thiệu. Tên tổ tử dựng cờ Dương Tước. Trong lệnh vua, tội ấy sanh bằng non. Nghe lời khuyên kiếp kha quy hàng. Kiếp bao bao đạp mình chịu trôi à. Giáp chiến. Hey. Ah!
khai hoa nở như ý rồi. Giang Thiệu hãy còn lắm chó, bàn quân hãy có chi thầm, ai bắt được tăng cầm sẽ được đầu tống cản. Phu nhân, phu nhân hãy ruột, hãy ruột dậy mà thoát khỏi chỗ này phu nhân. Phu nhân mà to bỏ rớt đi mau phu. Không, không đâu phu nhân à. Ôi, buồn hạnh phúc trôi sao quá ngắn, bèn trầm lưng thở ngồi đông đây. Vậy mà phu nhân, phu quân, phu quân mà ta mà bỏ trốn đi phu quân, phu quân mà ta mà bỏ trốn đi phu quân. Phu nhân, ta không thể nào bỏ lạc được phu nhân à. Mà ta mà bỏ trốn đi phu quân. Ráng rượu lên phu nhân. Phu nhân, anh đến đi con phu nhân. Nàng đừng nói vậy mà phu nhân. Phu quân, phu quân ơi, hãy ráng gượng, ráng gượng vậy phu nhân. Phu quân ơi, phu quân, chàng đặt tên cho con đi phu quân. Ta sẽ đặt tên cho con là Ngũ Tăng, có được không phu nhân? Ngũ Tăng. Dòng mau ngủ già người nói giỏi tông lương. Phu nhân, phu nhân, phu nhân ta chính biết rồi.
đặc biệt đến đây chúng tôi cảm ơn phần hỗ trợ của thân phụ của Hà Mỹ Anh, đó là nghệ sĩ Linh Quang. Và trước tiên cho xin gửi lời đến đài cũng như ban giám khảo và chương trình đã tạo điều kiện cho Mỹ Anh nó có sân khấu để diễn, để tiếp bước nghề nghiệp của cha ông đó. Mình đã có những lớp kế thừa thì hy vọng rằng, khẳng định rằng một tương lai gần đây Hát Bội và ngành nghệ thuật sân khấu sẽ phát huy quang đại. Con cảm ơn ba rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ con. Ba mẹ là số 1 của cuộc đời con. Mẹ cũng rất cảm ơn con. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Linh Quang. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Thật sự rất là trân quý. Một bé con rất là nhỏ mà lại bước chân vào cái nghiệp mà nó gặp rất nhiều khó khăn. Cô xin cảm ơn con. Cô mong rằng con sẽ thành công. Nhìn con diễn, cô cảm nhận được một cái sự trui rèn rất là dữ, rất là trân quý. Chúc mừng con và mong rằng trong tương lai con sẽ tỏa sáng. 60 năm rồi cô mới xem lại được một cái trích đoạn của Hát Bội. Con là một người quá trẻ mà đóng một cái vai nặng như vậy không phải dễ. Có một cái điểm son khen thưởng con là con đi ngược dòng với người ta, là con lại quay về cái mơ ước của cha mình. Con đóng một cái vai này như thế này thì con có tài năng rất lớn. Chúc mừng con. Cảm ơn con. Dạ. Thực sự hôm nay là phải cảm ơn chương trình Sao Nối Ngôi, bởi vì cái sân chơi này á, giới thiệu và bảo tồn rất nhiều những nghệ thuật dân tộc. Con là một trong những ngôi sao nhỏ nhất mà con lại giữ gìn một cái bộ môn mà phải nói là rất khó, quá là trân quý con. Hồi nãy cái đoạn mà con chuyển dạ rồi con sanh á, thì cô nói chỗ cái con nhỏ này nó mới 19 tuổi à, nó tạo được cái cảm xúc như vậy, con làm cho người ta bị xúc động á, bị gai người á, thì cô rất là chúc mừng con. Cảm ơn cô. Và bây giờ là số điểm của giám khảo dành cho phần dự thi của Hà Mỹ Anh. Chúc mừng con. 10 điểm từ nghệ sĩ Kiều Phương, xin mời nghệ sĩ Hồng Vân. 10 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân dành cho Hà Mỹ Anh. Trời ơi. Ơi. Bữa nay em diễn kiểu gì vậy? Kiểu gì mà lên diễn mặt mày không hồn vía gì cho vậy? Thì còn tại của quỷ trầm á chứ ai. Sao tại nó? Hồi chiều em kêu nó mua cho em tô hủ tiếu mà nó đi mua em tô cháo lòng. Trời ơi, em đau bụng gần chết, làm sao mà diễn có thần thái gì á? Hèn chi diễn cái mặt kỳ quá trời kỳ. Sao không chị? Chị đâu có sao không? Khỏi cần. Uống miếng nước đi chị, uống miếng nước thôi vậy chứ. Chị, cô tính hạ độc trong nước cho tôi hả? Đâu có đâu. Giật gia diễn của tôi hay gì? Em thương chị không hết, em đâu có làm vậy đâu. Nè, chị thấy không? Em chuẩn bị sẵn cho chị nè, đồ nè, cái dao găm nè. Rồi hả, bịt máu đi, hồi chị chết chị học máu nè. Thấy gì chứ, nó hát hay lắm đó. Mẹ em nhìn coi, tại cái tướng hình nó vậy đó nên là mới đóng tỳ nữ đó, em mới đóng chính đó. Trời, tội nghiệp quá ha. Thôi đủ rồi, tôi còn đứng đây gì đâu mà hiếp con nhỏ hoài vậy. Trâm. Dạ. Qua đây cho nó nghe nè. Con á, con có giọng hát tốt, mà tại sao chú phân cho con hát đầu nhì đầu ba hoài con không chịu? Tối ngày nhận hát tỳ nữ hoài với con. Con đâu có dám nhận hát đâu. Tại thân hình con bự quá, sợ hát bể tuồng ta. Cha mẹ con có dạy, nếu muốn được hát hay á thì phải học từ cái nhỏ nhất. Nếu mà con chịu cực được ở bên trong cánh gà thì con mới mạnh dạn được đứng ra ngoài sân khấu bự con hát. Nó làm bộ đó, chứ tuồng tích của tôi nó thuộc hết trơn à. Thử kêu nó lên hát, nó nhào lên nó hát liền á. Nghe chị hát đi cưng. Trời ơi, chết rồi. Cái gì vậy? Gì vậy? Chết rồi, Hồng. Chết rồi, bây giờ sao? Giờ sao? Chạy không mua thuốc. Bây giờ em thuộc cảnh này không? Dạ thuộc. Thuộc diễn liền cho anh. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời, cái gì? Mặc vô. Không được đâu anh Hồng ơi. Được, được rồi. Trời ơi, hát nại đi. Sao mà cái gì đóng màn lâu dữ vậy trời? Ngọc Nhi,
Dù nàng không ứng thuận, xem ta, xem ta trả tấn nhân đây. Chị Ngọc ơi, anh Ngọc bị đánh quá trời. Chị Ngọc ơi, hát đi. Trời ơi, đánh quá trời. Ngọc Chi, Ngọc Chi lấy em đó, hát đi. Hát đi. Từ tự nhiên nó nằm vậy sao giáng tuồng. Anh hai ơi, chỗ này con đào đâu có phải chết anh hai. Trời ơi, tao biết làm sao bây giờ. Ồ, sao tuồng này ngộ vậy ta. Ngọc Nhi ơi, giáng ra. Ngọc Nhi ơi, nàng đã chết rồi thì ta còn sống làm chi nữa. Ủa, gì kỳ vậy? Ủa cái tuần này bữa hổm không phải vậy anh ơi. Trời, hai đứa nó chết thì làm sao tôi giảng tuần. Chết hết rồi. Hết tuần kéo mà. Trời ơi, vậy rồi giảng rồi mau về anh ơi. Sáng mình bữa nay hát hay dữ quá trời ha. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, đây là câu chuyện mà có thiệt. Dù ở một cái đoàn nhỏ nhưng sau cái cánh gà thì mấy anh chị không những cực khổ những chuyện khác mà còn rất là thương yêu những em mút như em, và đã cùng nhau làm bộ đau bụng không có hát được để cho em có can đảm để đứng trên sân khấu em hát. Em cảm ơn các anh chị trong đoàn nhiều lắm. Tôi xem cái này thì tôi thấy trước nhất là thấy lộn xộn trà ngầu. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Sau cánh bằng nhung đó, nó có bao nhiêu cái số phận đời
để cho một cái đêm diễn mà toàn bích. Cho nên má Bảy Phùng Há đó đã dạy chúng tôi rằng khi con nhận được một cái tiếng vỗ tay của khán giả ở trên sân khấu đó, thì con phải nhớ rằng có rất nhiều con người họ cúi xuống để cho con đạp trên lưng họ để đi tới danh vọng. Cho nên con phải sống như thế nào đó để con có thể sống dài với công chúng. Còn nếu con không biết tới những cái điều đó thì con không nên làm một người nghệ sĩ. Cho nên là dùng cái chữ mà lộn xộn xà ngầu đó, tức là cái cách nhìn của chúng ta khi thấy những người tất bật ở trong sân khấu, ở hậu trường, để làm sao cho cái sân khấu đúng giờ, kịp lúc, chứ không phải là nói con lộn xộn xà ngầu. Rất là cảm ơn cái ekip của con. Cái này là ca ngợi cái tính đồng nghiệp, rất là dễ thương, thương lắm. Nhưng mà như thế này là con, cái đoạn kết của cái tiểu phẩm mình phải rõ nét. Con phải có một cái đáp số rõ nét cho người ta thấy con đóng cái vai này vai gì đây, để cho cái sự hy sinh của bạn đồng nghiệp cho con có cái dịp con hát cái vai này nó có ý nghĩa chứ. Thành là ý của chú là muốn như thế. Nếu như con làm được cái điều này thì con sẽ xuất sắc. Lúc đầu con cứ làm một con bé phụ như vậy, rồi nó rất là cục mịch, thì khi màn mở ra con phải diễn một cách khác. Nếu con làm được điều đó thì người ta sẽ thấy rõ ràng là hồi nãy nó trong cánh gà, nó phục vụ kiểu đó. Nhưng mà bắt đầu nó ra cái thần thái, nó đứng rồi nó hát, cái tự nhiên là con sẽ làm cho người ta một chút xíu đó thôi, là con sẽ xuất sắc. Trong mắt của chú thì thấy con rất là có duyên, con hát hay và rất là có duyên. Mình chỉ chú ý thêm một chút xíu nữa, nhưng mà vẫn chúc mừng con, chú rất là thích. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu 9,75. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,5. Chúc mừng bạn. Má. Nè má, má ngồi xuống đây má nghỉ chút đi. Rồi để con coi cái tờ mờ sáng cái mua vé xe hai má con mình về quê. Má thấy gì nè con? Mình kiếm em mày mấy ngày trời rồi, giờ về má không có cam tâm. Hồi sáng kiếm em bận nữa hẳn về nha con. Trời ơi, ngày nào má cũng nói vậy trơn á. Ở dưới quê á, đi làm bệnh, xin nghỉ một ngày, kêu má nghỉ một ngày cho khỏe má cũng không nghỉ. Lên đây tìm thằng Út thì ở cả tuần lễ không chịu về. Ở hoài, ba con vịt con gà dưới quê nó sắp chết hết rồi kìa. Má biết, nhưng mà mày không có thương em mày gì hết trơn trời. Thấy không? Nó lên thằng Sài Gòn nghe nó học mấy đâu gần năm mấy hai năm, nó không về, cũng không có biên thư về cho má với mày biết. Má lo mày biết không? Kiếm em ngày nữa thôi con. Thôi, được, được rồi. Giờ kiếm thêm ngày nữa thôi nghe. Ừ. Rồi giờ thôi má ngồi đây má ngủ chút đi, rồi sáng thức dậy đi kiếm tiếp. Thôi. Chết. Mày thấy gì không? Lên đây. Má con mình lên đây ngủ. Thôi. Má. Cái này cái xe của người ta, con với má lên đây người ta tưởng ăn cắp xe ta bắt rồi sao? Ê bây ơi. Mà tao nhớ à. Hổm rài đi vòng vòng đi kiếm em bay. Mà tao nhớ là mày cũng dẫn tao về ngay chỗ này nè. Dù xa chỗ nào mày cũng đưa tao về ngay vị trí cũ này. Tao nhớ chiếc xe lam nè. Thì tại vì ngay đây là ngay cái bến xe. Nó gần bến xe. Cho nên là ở đây con với má mua vé xe về quê cho nó dễ. Mà lần nào tới đây xong cái má cũng không có chịu về hết á. Cho nên mới ở đây tới 10 bữa nè. Có chỗ này à. Thôi kệ đi, lên xe ngủ đi. Lên đây má giải cái giọng mày ra, hai má con mình cùng nhau nằm ngủ nha. Cái giọng của thằng Út nha. Cái giọng này là cái giọng hồi dưới quê. Nó ngủ ngon, nó thích cái giọng này dữ lắm. Má đem lên đây cho em bay à, nó ngủ ngon, cái nó học giỏi à. Thôi má nằm má ngủ đi. Ồ, ngủ cho nó khỏe. Gì chứ, già cả ngủ ghê được mày ơi. Không kiếm gặp nó đâu ngủ được, nhắm mắt để nó chứ. Thì ngủ không được thì nằm chút xíu cho nó khỏe. Tội nghiệp bà già, mấy bữa nay không có ngủ.
đi kiếm thằng nhỏ hôm nay không có ngủ được, nằm xuống cái ngủ liền vậy đó mà nói không ngủ. Ơi là trời, Út ơi là Út, thiệt như vậy hả Út? Trời ơi, mày không biết là mày giết ba rồi không Út? Anh Hai ơi, em lại anh Hai về đừng có nói với má. Má mà biết chuyện này là chết em luôn đó anh Hai. Trời ơi, má lên tìm mày cả tuần nay rồi kìa. Trời ơi, chết rồi, má, anh Hai ơi, em xin anh Hai cho em xin lại đi, em có gặp má được. Anh Hai ơi, mày cho em xin lại đi mà anh Hai. Muốn đi. Mày trời đất ơi, cái gì vậy con? Ăn trộm hả? Cái gì vậy? Má ơi! Hả? Không phải ăn trộm. Chứ cái gì mày la ông sùm nhỉ? Thằng Út của má kìa! Ôi trời ơi! Ôi thằng Út! Mày trời đất ơi! Ôi trời đất ơi thằng Út! Ôi trời ơi! Mắt bưng mắt trời ơi! Gặp con! Ôi ơi! Ôi trời! Ôi sao mày đánh nó vậy? Trời ơi, kiếm nhỏ mấy ngày ông đập đi, giờ gặp cái đất nhỏ. Trời đất ơi, lên đây với má con. Trời ơi, sao mà gung dữ vậy này trời. Lên đây ngồi với má. Trời ơi, rồi má coi coi. Trời đất ơi, sao vậy con, sao nè? Rồi má coi, trời ơi, má nhớ con muốn chết chứ. Mày đi, biên mỹ không biên thư về cho má gì hết trơn vậy. Rồi coi, trời đất ơi. Trời ơi, sao ông nhớ mắm nhắc vậy nè chàng. Rồi má coi. Trời đất ơi, mặt ngoài sao xanh như tàu lá chuối vậy trời. Trời ơi, không ăn nữa con. Mà sao đi đâu giờ này lang thang ở đây? Không có tiền mướn nhà trọ phải không con? Phải mà má biết mày lên Sài Gòn mày ăn độc cổ như vậy á, thì dù má có bán hết ruộng vườn má cũng cam tâm. Lo cho mày ăn học tới nơi, con xa nhà xa má cực khổ biết bao. Gầy yếu danh sao mà má nghe như ai xé tim mình. Má ơi, má đừng thương con nữa. Con không còn xứng đáng với niềm tin yêu của má bao ngày. Phải đó, mày là thằng khốn nạn. Trời ơi, mày muốn giết má phải không? Tao không ngờ mày lại hư thân bỏ học ăn chơi tới nghiện ngập như vậy. Hai, nó nói cái gì nghiện ngập? Thằng Út nó bị nghiện xì ke đó má. Xì ke hả Út? À, nói cho má biết con. Con không có như vậy. Nói cho má biết đi con. Nói đi con à, đây không phải là sự thật. Con của má nhỏ dài vẫn hiền ngoan chân
thật thà, học hành giỏi giang là điểm tựa má đây mà. Sự thật phụ phàng má ơi, còn chi nữa, thằng Út bây giờ đã nghiện ngập thân. Mày nói bậy không à, nó lên đây nó ăn học nè, nó lo ăn học không, cho nên nó không có thời gian, nó đi về gửi thư cho mình biết đây nè, nó không có. Má tin chưa? Con xin má, con lại má, má ơi, má thương con, má nếu không có nó con sẽ chết, con sẽ chết má ơi, má cho con xin lại đi má, má cho con xin lại đi má. Má, mày để tao sống làm chi mà thấy mày thân thằng ma dại. Làm sao để cứu được con mình? Còn lâu nữa con mang thương yêu chăm sóc giữ gìn. Hồi con còn nhỏ, con đau bệnh, con chạy nén mà nghe đau nhói tim mình. Chiều nay con, nhưng giờ con rơi xuống hố sâu, mà thấy con chết mà không sao cứu được Út ơi. Sao con dại dột lao vào con đường nghiện ngập, khá nào con tự tay giết chết má con rồi. Ông trời ơi, sao đừng nhân tâm, hết nổi rồi má ơi, ông buông con ra đi má ơi. Hai, dạ giữ nó lại cho má. Má ơi, dạ. Anh Hai ơi, buông em ra, em chịu hết nổi rồi anh Hai ơi. Ông ơi, ra lên em. Má ơi, má ơi, má ơi, ông em chẳng thà má tự tay trôi con của má, chứ má không để người ta trôi con của má. Con nhớ cái giọng này không Út? Ngày xưa cái giọng này má ru cho con ngủ, nay má sẽ đưa con đi về chiếc giọng năm xưa nghe không? Má biết sẽ khó khăn cho con lắm. Oh. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường
Mẹ sẽ đưa con đi ngay tao. Mẹ sẽ đưa con đi không? Làm lại cuộc đời cho con. Cố gắng làm lại cuộc đời. Mẹ và anh ấy sẽ đuổi chờ con. Cứu lên cho con. Riêng cái tập hôm nay, chú khẳng định con trưởng thành. Con rất là chuyên nghiệp, quá thân một bà mẹ nhà quê, diễn xuất rất là hay, hát rất là cảm xúc, rất là xúc động. Chú ở đây nghĩa là phải nói là cố gắng mà dằn hết tất cả những cảm xúc, không thôi cũng chịu không có nổi. Chị biết nói tiết mục này có cái tính xây dựng rất là tốt cho xã hội, cho giới trẻ, làm cái tấm gương để mà lánh xa những cái gì không tốt cho cuộc đời. Cảm ơn con rất nhiều, hôm nay tiết mục giá trị. Bạn rất là chững chạc. Bạn đóng vai một cái người mẹ hết sức là tinh tế. Khi xem bạn diễn, tôi cố gắng hết sức. Tôi cố gắng tôi ngăn cái cảm xúc của mình. Không phải là tôi sợ là tôi khóc tôi sẽ xấu, không phải đâu. Nhưng mà tôi cố gắng tỉnh táo. Tôi cố gắng, tôi trầm ngâm ở đây, tôi chiêm ngưỡng bạn. Để tôi xem được hết tất cả từng đường tơ kẻ tóc, cái nhân vật của bạn. Và tôi hết sức là hài lòng. Bạn rất là hoàn hảo. Cái cách diễn của con vừa rồi á, nó cho người ta thấy một cái diễn rất là thông minh và rất là tinh tế. Quan trọng hơn nữa đó là với một cái hơi mà trời cho của con là lòng lộng đó, thì ở trong cái nhân vật này con đã xử lý cái làn hơi của con rất tinh tế. Từ mà ca vọng cổ mà mấy trăm chữ và trở lại ca một câu vô vọng cổ chỉ có mấy chữ thôi mà con lấy tới hai hơi. Cái điều đó chứng tỏ rằng con hiểu rất rõ cái việc của con đang làm. Và đó là cái tố chất đặc biệt của một cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp mới có. Cái ước mơ của ba mẹ con khi mà ngoài tai con đó có lẽ là dành cho nghệ thuật suốt cả một cuộc đời và nó lớn lao vô cùng. Cho nên những cái điều tốt đẹp nhất đó của nghệ thuật cải lương đó nó có sẵn và nó tiềm ẩn ở trong con. Cô phải nói một lần nữa là cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi đã cho chúng tôi chứng kiến một cái thế hệ trẻ sẵn sàng lên đường để nối gót cha ông, để làm thế nào để cho cái văn hóa của dân tộc ngày càng sáng lạng trong cái thời đại thông tin toàn cầu này. Một lần nữa, các cô chú cảm ơn con. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10. Số điểm của danh ca Thái Châu. Bây giờ con dạ. Con đứng với chú là số mấy? Dạ số 10 á. 10. Và điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn. Tất cả căn phòng cân mất cho vào, chớ khá cho ra. Ai nghịch bảo kim đậu làm lĩnh à? Trời ơi, trời ơi, trời cha. Diệp có điều chi? Trời ơi cha, triều đình đã xảy ra biến loạn, mà kẻ cầm đầu chính là Tạ Thiên Lăng Đế Tướng. Diệp. Dạ. Còn Phan Phụng Cơ con ta ra sao? Dạ thưa cha, Lăng Mi đã bị giam vào chốn lạnh cung.
lão. Còn lệnh thánh hoàng thì sao hả? Dạ, lệnh thánh hoàng đang ra xa băng nhớ. Dạ, lệnh thánh hoàng đang ra xa băng. Trời, ta đã đoán được rằng Tả Thiên Lăng là tên soán đế được quốc nhà khí giới sẵn sàng để ta xuất trận. Diệp, dạ, chuẩn bị cho cha một mẫu khăn tang, xin tuân lệnh. Thần không thể khoanh tay đứng nhìn giang sang rơi vào tay lũ tham tàn. Dầu thịt nát xương tan, thần đẩy cùng không màng. Thập bát niên sức cùng lực kiếm, lão quyền một lòng sống trên dân non sông. Khi anh hùng còn quen chẹn tâm lòng trung, quyết xả thân này hoài biên địa. Tao xót tâm can khi hay lệnh tăng hoàng an giáng, lòng thần đánh như ai xé ai vô. Trời, đủ sức phi mã đọa thành cha tung hoành chiến địa. Ôi, trời,
Bình tĩnh lên đi cha. Trời ơi, sức già của ta. Cha ơi, con xin cha hãy bình tâm tĩnh dưỡng, chờ đợi thời cơ, chờ ngày xuất trận cha. Cứu binh như cứu hỏa, cha không thể chần chờ. Giết cha. Chức tiên phong trọng trách ta giao cho con, mau mau thưởng bạch kỳ để cho ta xuất trận. Y lệnh. Xin tuân lệnh. Cha cứ cha, cuồng phong nổi dậy, đến bạch kỳ đã gây. Trời ơi, chẳng lẽ tề trào đã đến hồi mát dẫn rồi sao? Mau trời, bình tĩnh lên đi trời. Bé hả? Hoàng cam tội chết, hoàng đình cốc muôn vàng đáng chết. Bạch kỳ cha. Bạch kỳ giang ra. Trời, giang ra. Trời, bình tĩnh lên đi cha. Cầm súng thiên lửa hợp trái gan, đau bút căng anh chàng. Thêm một ngày chậm trễ, quân gia còn trong cõi thế, như kim châm trong lòng. Trời, mối hận cha gặp tràn vàng chiếm con. Lệnh ban ra hãy lui ra đừng cản cha. Trời, bình tĩnh lên đi cha. Tam quân. Dạ. Sẵn sàng thưởng mã đề cương thôn bách cây. Trời, trời. Trời, bạch kỳ đã gãy. Đây là một vở diễn mà ông ngoại đã từng diễn và mẹ cũng mong muốn được nhìn thấy cái vai diễn đó một lần nữa, nhưng mà đã không còn cơ hội nữa và ước mơ đó
con xin được đứng trên sân khấu này để trình diễn cái phần mà mẹ đã từng mơ ước nhìn thấy một lần. Con xin gửi đến phần trình diễn này đến mẹ và coi như đây là ước mơ của mẹ đã được thực hiện. Con xin cảm ơn. Tôi rất là xúc động. Tôi thấy được cái sự hào hùng của nhân vật. Tôi thấy được cái lòng yêu nghề. Con đừng buồn và phải nuôi cái hy vọng. Bởi vì chúng ta không có được, không hy vọng rằng chúng ta sẽ có được cái sự tiếp nối ở chung một cái gia đình ruột của chúng ta ở trên sân khấu. Nhưng sân khấu chúng ta là một đại gia đình mà con. Chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có đồng nghiệp và sẽ có các cô, các chú, các anh, các chị, các em. Chúng ta sẽ tiếp bước với nhau. Chúc mừng con. Xem con trình diễn cái vở này thấy là cả một cái kỳ công. Hôm nay từ động tác, từ cách hát, diễn biểu cảm của con đều tuyệt vời trong cái vai này. Và con hát đó, chú có cảm nhận nhiều lúc con ra một cái chữ giả thanh trong cổ nhạc cho nó ra cái chất một lão thành, một lão tiền bối. Rất là khôn khéo, rất là hay, rất là đạt. Nhưng mà nói đây đó cũng có một cái vài chữ con cũng còn bị chênh một chút xíu. Con cố gắng làm sao mà hát cho nó tròn hết, đừng bị lỗi một cái gì hết. Thì từ đó mình sẽ thành danh, con sẽ tỏa sáng. Đây là cái bài tập khi mà con kết thúc cái lớp học Trần Hữu Trang đúng không? Hôm nay cô xem lại, cô phải nói với con rằng cô rất vui. Bởi vì từ những cái bước chập chững mà con diễn cái vai lão ở trong lớp học, cho tới bây giờ cô nhìn thấy một cái tính chất của cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp, yêu nghề. Từ cái giọng mà con cố gắng để con làm sao cho ra cái giọng lão mà lão sang của một quan đại thần, cho tới những cái tích tắc khi con múa và cái sự mệt mỏi đó xuất rớt cái binh khí, và những cái chi tiết mà nổi nóng của con đó, con đã đủ sức để thưa với mẹ rằng con sẽ hết sức hy sinh cuộc đời con để con nối nghiệp, để con làm rỡ ràng cho gia tộc. Con hôm nay trước mặt cô, ban giám khảo và với công chúng khán giả, con là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, một người rất trẻ mà đóng vai lão cực hay. Còn bây giờ sẽ là số điểm của danh ca Thái Châu. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,7. Chúc mừng bạn. Ta nghe đâu đây có tiếng nhạc ngũ cung trầm bổng. Những nhân vật mà ta từng quá thân trên sân khấu như hiện về ám ảnh hồn ta. Không, ta không muốn nhớ. Tôi đã bỏ mẹ, bỏ anh chị em trong đoàn hát để mà chạy theo phù hoa danh vọng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con nhớ ánh đèn sân khấu. Không, tôi phải trở về với mẹ, trở về anh chị em trong đoàn hát, trở lại giai diện của mình.
Thank you.
bớt ngọc nghề, tôi tìm đâu ra nguồn sáng, làm thế nào để ra khỏi bến mê. Kiếp nhân sinh một nẻo đi về, mà sao tôi cứ mãi đi còn nẻo về xa hôn hút. Ngọc nghề tự thân mình đã đánh mất, còn lại trong tôi tiếng khóc là dòng đời. Đừng, Nguyễn cô. Dừng lại đi con. Dìu con vượt khỏi bên mê, giữ lại trong con còn mãi ngốc nghê. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dung. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dung được xem là một trong những người nghệ sĩ thể hiện thành công vai Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo. Thưa cô, để giống như là mình trở thành người nghệ sĩ và được ghi dấu với những cái vai diễn của mình, như với bản thân cô là vai Hồ Nguyệt Cô đi, thì mình đã phải tập luyện như thế nào thưa cô? Sự thật mà nếu nói riêng cái vai Hồ Nguyệt Cô á, thì Dung đang nhớ để tri ân người thầy đó là cố nghệ sĩ ưu tú Mười Vàng. Đó là cái người đầu tiên mà bẻ tay bẻ chân cho Dung, cũng như ví dụ những cái động tác. Rồi cái người kế tiếp đó là nghệ sĩ nhân dân Mẫn Thu. Rồi thì cũng có những cái mà Dung phải đi tìm tòi học hỏi,
rồi có những cái mình sáng tạo. Theo Dung nghĩ á, mình học suốt đời nó không đủ đâu cái nghệ thuật sân khấu. Thì bây giờ Dung rất vui là đây là lớp người thừa kế. Chứ nếu thật ra thầy cô mà có nhiệt tình, có tài năng lắm cho mấy mà các em nó không có năng khiếu mà nó không đam mê chắc cũng chịu thua. Vậy thì với Hoài Thanh là khi em tập cái vai này có khó không? Có khi nào mình làm sai rồi cô la không? Dạ, em cũng may là cô rất là nhiệt tình, không bao giờ cô la, qua tận tới nhà giúp em luôn á. Em thương cô lắm, nhưng chỉ muốn tri ân cô đã giúp đỡ con rất là nhiều. Miễn con cố gắng hơn nữa, phải học mãi mãi. Ngoài sự tri ân cô Dung và các thầy cô đã hỗ trợ trong cái chắc đoạn em thi, thì em cũng muốn cảm ơn đến thầy Lê Nguyên Đạt của em, thầy chủ nhiệm của em từ lúc em mới, nói chung là bước chân vào trường còn chưa biết gì nhiều, là thầy đã chỉ dạy và đi theo em suốt một con đường nghệ thuật. Một lần nữa con cảm ơn cô đã đến với Sao Nói Ngôi và đã hỗ trợ cho Hoài Thanh tiết mục này. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Hoài Thanh, con diễn tuyệt vời luôn. Con mắt, bàn tay, hình thể cũng con làm rất là xuất sắc. Thật sự mà nói, cô nổi da gà vì con diễn tốt lắm. Nhất là có phần phụ trợ của cô Ngọc Dung nữa thì phải nói rằng tiết mục này rất là xuất sắc. Đến tiết mục này, con đã dùng một cái thủ pháp khác để có thể con vượt lên chính bản thân con. Hôm nay á, thì ngoài cái ca ra thì là mình lại phải lao lực để mà mình vũ đạo mà con hát. Cái giọng của con nó không bị chao và nó cái lực nó vẫn còn rất là mạnh. Thanh là một tài năng, thực sự cô cảm nhận. Khi mà cô coi á, thì cô cũng cảm giác cô cũng sung sướng lắm. Đối với cô thì tiết mục này không còn gì để nói nữa. Cô chỉ biết là cô rất là đã thôi. Cảm ơn chị Dung nữa. Chị ra chút xíu thôi, mọi chuyện khác liền, hào quang rực rỡ luôn. Chú biết Hoài Thanh từ khi mà Hoài Thanh còn học ở trong trường. Qua cái tiết mục vừa rồi, Thanh đã có những cái sự cố gắng và đã học được những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết làm nghề của cô Ngọc Dung. Đó, thì qua cái chương trình Sao Nó Ngôi này thì chú thấy con đủ bản lĩnh, đủ cái tư chất để nối ngôi. Chúc mừng con. Và bây giờ chúng tôi xin điểm của các giám khảo hôm nay. Xin mời nghệ sĩ Hồng Vân 10 điểm dành cho Hoài Thanh. Xin được mời nghệ sĩ Hữu Quốc 10 điểm từ nghệ sĩ Hữu Quốc. Và chúc mừng Hoài Thanh. Hiền Thế, Hiền Thế, Hiền Thế ơi. Trương Lan. Hiền Thế. Chàng về rồi đó hả? Ta về rồi nè. Trời, Trương Lan ơi, chàng thôi. Đi đâu vậy? Em ở nhà đợi chàng lâu quá trời luôn á. Lâu đâu không biết à. Thì tao nói với nàng là tao đi vô rừng hái thuốc. Thế tao không? Đi có chút xíu hả? Chút xíu gì đâu mà dài thăm thẳm luôn à. Dài gì mà dài. Chàng có biết không? Em ngóng trong non đôi khuất bóng tàn dần dương. Sao dáng ai vẫn còn xa vắng bao sầu lo. Nơi rừng xanh hổ tiêu dần quanh, sao chàng không sớm quay về đây. Bước không chịu hiểu hắn bỏ em ở mình nọ ơn mong người thương. Hiền Thế à, nghe ta nói nè. Hiền Thế. Sao? Ta có cương thân nàng dạng khó đang hoài tay nên mới đi vô rừng sâu thẳm mong cầu mai. Đây là sâm trường sinh nhiều năm, mong Hiền Thế trô sanh bình an chẳng qua đầy thuốc quý để cho hài nhi ta mang về đây. Hiếp đã nói rồi, hiếp và con không có sao hết mà chàng không có chịu nghe hà. Vô tận rừng sâu săn bắn á, rồi lỡ như có chuyện gì con và hiếp biết làm sao hả? Thôi được rồi, bây giờ ta hứa với nàng là mai mốt ta không đi nữa, có chịu không nè? Chàng hứa rồi đó nha. Thôi chàng ở đây đi, để thiếp vào trong dọn cơm cho chàng dùng. Trương Lan, vợ của ngươi là yêu dưỡng tu luyện ngàn năm mới được hình người, nay cùng ngươi sống.
xây duyên vợ chồng. Nếu ngươi không tin, hãy mang pháp bảo này về, ngươi sẽ hiểu tường mọi chuyện. Trương Lan ơi, thiếp dọn cơm xong rồi nè. Hiền Thế à? Dạ. Nàng để đó đi, ta có vật này để tặng cho nàng nè. Vật gì vậy chàng? Vật này quý lắm. Trời ơi, bí mật dữ vậy đó hả? Nè Hiền Thế. Trương Lan ơi, chàng để bỏ nó đi đi Trương Lan ơi. Thiếp sợ lắm Trương Lan ơi. Làm sao vậy? Chàng để nó đi đi Trương Lan, chàng để nó đi đi. Yêu ghét to gan, dừng lại. Dạ thưa ngài, ngài mới vừa bảo ai là yêu nghiệt? Ngươi chính là Dương Bạch, tu luyện ngàn năm trở lại kiếp người, hôm nay đến dân gian diễu cợt nhân sinh à? Hiền Thê, có đúng nàng là dưỡng tinh tu luyện thành người không? Dạ không phải, không phải gì đâu Trương Lan, chắc có sự nhầm lẫn gì đâu Trương Lan. Dạ thưa ngài, tôi với ngài đâu có thù có oán gì, sao ngài lại hãm hại tôi? Không thù không oán. Tại vì loài yêu nghiệt và người không thể sống chung nhau. Ngươi đừng nhiều lời biện bạch, dám diễu cợt nhân gian làm hại đến nhân sinh. Tôi nào phải là yêu, ông đừng nên nói bậy nhờ. Vợ chồng chung sống bao năm, tôi nào có hại đến ai. Ông từ đâu đến nơi này, sao lại chia rẽ chúng tôi? Hiền Thê à, sự thật thế nào nàng hãy nói rõ ta nghe. Dạ Trương Lan à. Có phải chăng ta đang chìm trong mộng mị, sao lại có chuyện cay ngang? Hiền Thê lại chính là Dương Tinh. Không phải như vậy đâu Trương Lan. Hiền Thê, nàng nói cho ta biết, có phải nàng chính là Dương Tinh không? Chàng không có tin thiếp. Chàng không tin thiếp. Pháp sư, tại sao? Hiền Thê, pháp sư. Quá tinh, dừng lại đây. Thiên nữ. Thiên nữ. Hay cho Dương Tinh dám hạ xuống trần gian, cùng người trần xe tơ kết tóc, mau quần cốt thú theo ta về non tiên chịu tội. Thiên nữ ơi, tôi tu luyện ngàn năm để trở thành người, là để đáp đền công ơn của Trương Lan. Nếu làm người tôi phụ nghĩa ơn như vậy, thì tôi còn tu luyện để làm gì nữa thiên nữ? To gan, người và yêu không thể nào chung sống với nhau, đảo loạn âm dương, mau theo ta về chịu tội. Không, tôi và chàng đã là chồng vợ, sao luật trời lại chia rẽ quyên ương? Phải, cho dù Hiền Thê có là Dưỡng Tinh đi nữa thì tôi cũng quyết yêu nàng. Dương Tinh chấp mê bất ngộ, dám cãi lại mệnh trời, mau theo ta về lập tức. Hiền Thê, nếu như luật trời đã không dung. Hiền Thê, đứa con của ngươi sinh ra sẽ là yêu quái, ngươi hãy dọn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Là lời thú tôi muốn thành nhân đã cố công ngàn năm tu luyện.
trùng. Tôi biết chọn làm sao đây, khi nghịch cảnh nào đùng. Không, dù cho còn một ngày trên dương thế, tôi cũng phải sống cho tròn vì đau của bạn tâm. Con ơi, mẹ mong con sẽ trở thành người cho dù mẹ phải hưởng kiếp thương. Mẹ chỉ xót xa khi con rời lòng, mẹ phải mang thân gọi khúc sống ở trên đời. Lành thai tình mẫu tử Dượng Tinh, nếu như mươi muốn có ngươi trọn kiếp con người thì hãy mau quần cốt thú cùng ta về đón tiếng tu luyện. Trời ơi, còn lại một giây thôi, xin nhường lại cho con để con sinh ra là một con người trọn vẹn. Dù chỉ được mấy ngàn ngày hạnh phúc, mẹ cũng vui mừng khi trọn kiếp nhân sinh. Quên tiếp đi Trinh Lan. Dượng Tinh, thời gian đã hết. Đừng dìu lời, đừng mau theo ta về non tiên lập tức. Dạ. Mau đưa Dượng Tinh về lập tức. Tuân lệnh. Được cảm ơn các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi cùng với các bạn diễn đã hỗ trợ cho Phương Cẩm Ngọc hoàn tất phần thi của mình một cách xuất sắc. Và cái vai diễn này thật sự hết sức nặng ký, dường như là vắt kiệt sức của em luôn. Và không biết là ban giám khảo sẽ ghi nhận như thế nào. Chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Cô xem một cái trích mà cô cảm giác là hài lòng. Quá thân một cái nhân vật cực kỳ khó mà làm xuất sắc như thế. Cô cho rằng một sự cố gắng hết sức. Ca diễn rất là tốt.
và có sự hỗ trợ chung quanh làm cho một tiết mục hấp dẫn. Chúc mừng con. Đối với Phương Tổng Ngọc, như vậy là quá sức với em rồi. Vì vai này không phải là dễ diễn. Vai này có rất là nhiều nghệ sĩ đàn chị đã diễn rồi, như chị Quế Trân đứng kế bên em, chị Trinh Trinh, chị Tú Sương, vân vân, chị Thoại Mỹ đã làm những cái vai này qua nhiều hình, qua nhiều vở và qua nhiều hình tượng, ví dụ là cáo nè, dượng nè, hổ nè. Và hôm nay em cũng đã dùng hết cái khả năng của mình, và mong rằng nếu như càng bước vào trong hơn nữa, anh mong rằng lực của em phải giữ, và quan trọng hơn nữa là sự sáng tạo của người dàn dựng cho em để làm sao cho em có một vai diễn tốt hơn nữa. Chúc mừng em. Về sức Cẩm Ngọc thì rõ ràng hôm nay thì em diễn rất là tốt. Chị không phải là người chuyên về cải lương, nhưng mà chị rất là thích nghe cải lương và thích xem cải lương. Cho nên là cái đòi hỏi của chị là ở cái phần đầu của em, chị cần ở em một cái sự tương tác nhiều hơn nữa, xuất thần nhiều hơn nữa, cái phần đó thì tiết mục sẽ trọn vẹn hơn. Chúc mừng em. Mười điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho Phương Cẩm Ngọc. Và bây giờ là số điểm của ca sĩ Đông Đào, 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Chính phẩy 6 điểm, xin được chúc mừng. Tông Dương thế tông chúa nãi cành vàng đại quốc, thôi nãi di mạc tương phiên ban, đã có lòng diện kiến lòng nhang, nên mới dám mời sang ai mặt, e lòng ngài chưa chắc quên rượu tương cúc tử, mời cạn chén quỳnh tương, soái an dạ tư lương, mong ngài đừng ưu lự. Sao ngài thiết tiệc yến viên đãi ta chung cúc tủ à? Nhưng hôm nay nếu như đã chiêu đãi cúc tủ rồi thì chúng ta cùng nhau đối ẩm cho vui chung yến tiệc. Xin mời ngài nâng ly bổ thân, đem bình rượu đến đây, khải bẩm Tông Dương. Thế nào? Như xoay vốn là võ tướng, ăn to uống đậm từng quen, rượu một đôi chung lắc nhắc thêm phiền. Bây giờ xin phép Tông Chúa cho xoay uống rượu bằng bầu có được cùng chăng? Được, vậy thì chúng ta cùng nhau đối ẩm. Mời ngài. Mạn phép Tông Dương. Rượu đã vừa hơn mắt, soi mới giáp trận tình, rai trường quảng hùng binh, vô trấn đồng quan hải. Dám bẩm Tông Dương, soi nói thiệt, thề một còn một mất, quyết trăm trận trăm thâu. Nay hội diện cùng nhau, chấp thủ Lê Đình quyền tịch. Hey! Nào! Khang kiên hùng cường nữ tiên, trực nhìn lẫm liệt quay phong. Dạ!
Hà Nhân bảo hộ mình rồng. Xin nói lại cho tôi được biết nào. Sao ngài đại xối hỏi người này à? Hỏi. Ôi, đây là một kẻ vô danh tiểu tốt, ngài bận lòng làm chi vậy? Giam bẩm ngài. Sao? Đồng tiền còn có chữ, ngọn cỏ còn có tên, huống chi con người là vô danh tiểu tốt sao ngài? Thôi, nếu ngài không hỏi thì thôi, ngài đã hỏi tôi đi cũng không hẹp lượng mà giấu làm gì. Ngài lắng tai nghe cho rõ đây. Người này, nơi chúng Tống Bang, chức Dương Phi Dâu Thảo Tống Bang, tên tộc Đặng nữ tướng Ngọc Kỳ Lân tên gọi. Kỳ Lân nào? Có phải Quỳnh Lân ngài tiện nhất chiêu dụ ngũ đại sang hảo vật bình an tam sói có phải? Chán thị, chán thị, chán thị. Sói, như lần đi đây có chúa có tôi, ngài muốn mời tôi chung mỹ tử. Đúng. Cho phép tôi được hỏi lại chúa tôi. Chúa cho dùng tôi sẽ dùng, bằng không rượu phiên trào tôi xin trả lại. Tùy bà sở liệu. Và bẩm Đông Cung, nay phiên quốc có lòng hậu đại, mời hạ thực chung mỹ tử Quỳnh Tương, chẳng hay người nghĩ ra sao? Này Dương Phi, nay phiên quốc đã có lòng hậu bị, mời nàng cúc tử Quỳnh Tương. Nếu người ta đã có lòng mời thì nàng cứ dùng, nhưng nhớ cho câu quả hổ quả bì nàng quả cúc, tri nhân tri diện bất tri tâm, cứ coi theo đó mà dùng nghe khanh. Thưa dân dân, ở
về. Đáo thử hà lý. Tôi có rước có đưa. Tôi đưa một đôi dẫn đường vậy mà. Vậy à? Tôi cảm ơn lòng tốt của ngài. Nhưng tôi đi được thì tôi về được. Cái kiểu đưa rước chỉ dành cho những hạng tiểu nhân. Kiểu biết. Ngọc Quỳnh lên. Vở diễn này là vở diễn Ngọc Quỳnh Lân xuất thế mà anh cũng đã diễn rất là nhiều rồi. Chị Quế Trân cũng đã đóng vai này rồi đó. Nhưng mà chỉ là cải lương hậu quản thôi. Hôm nay em biểu diễn với một cái trình thức hát bội. Anh rất là khâm phục và rất là trân trọng cái suy nghĩ và cái sự yêu nghề của em. Và hôm nay cũng xin cảm ơn chú Mười đã hỗ trợ cho em. Và anh mong rằng nếu như càng vào sau nữa thì Bảo Ngọc sẽ cố gắng làm sao vẫn giữ mình một cái niềm đam mê, đó là yêu mến bộ môn sân khấu hát bội, yêu mến cải lương tuồng cổ, để giới thiệu tới bạn trẻ để họ có thể hiểu được hát bội là gì, sân khấu cải lương tuồng cổ là gì. Xin cảm ơn em. Chị rất là hâm mộ cái vai diễn cũng như là cái cách biểu diễn và cái động tác hát bội. Một người trẻ như em vậy mà phát huy được cái bộ môn nghệ thuật hát bội rồi, gần như mai một rồi. Hôm nay em vẫn còn đứng trên sân khấu còn diễn là những cái động tác đó thì phải nói là rất là hâm mộ. Mình muốn là sau này khi mà Bảo Ngọc đi tiếp những cái vòng sau thì phát huy hơn nữa cái bộ môn hát bội này với một cái tuồng tích của Việt Nam. Đó, các lớp trẻ bây giờ cần phải học tập, cần phải biết được những cái bộ môn cổ như thế này thì chúng ta phải xen kẽ những cái hiện đại hơn một chút vào những cái tiết mục này. Bảo Ngọc còn nhỏ mà theo được cái nghề này thì phải nói là đam mê rất là nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Sao Nói Ngôi. Sao Nói Ngôi đã 4 mùa rồi mà mùa thứ 4 này thì lại có bộ môn nghệ thuật hát bội, thật là đáng quý, đáng trân trọng rất là nhiều. Và chị hy vọng rằng là những vòng sau nữa chị sẽ hy vọng em vẫn giữ mãi cái hát bội này để cho các thế hệ trẻ các em sẽ thấy rằng đây là bộ môn truyền thống của dân tộc mình. Hy vọng rằng là sau cái mùa 4 này có Bảo Ngọc hát bội rồi thì Sao Nói Ngôi mùa tiếp tới nữa sẽ có hát bội nữa. Chúc mừng Bảo Ngọc rất là nhiều.
Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Bảo Ngọc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin được mời ca sĩ Ngọc Ánh. Điểm này nha. 9,75. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Điểm. Chúc mừng Bảo Ngọc. Xa cố hương muôn trùng ta lướt dầm, lòng mong sao nguyên báo sông mã phu này. Con ơi xin hiếu cho tình thâm mẫu tử, nguyện với lòng trả sông thù xưa. Vui quá. Anh cho bạn lúc lẽ đồng đen bông sen lá dặn dây cuốn ngọc tháp anh bịch. Ôi ê, ê, ê. Ăn gì vậy? Cho tao ăn với coi. Ăn gì? Tụi tao nhậu. Cho tao uống với. Nè, cho uống ly đi. Đúng mà giỡn với ba làm gì? Thôi đi đi. Trời, cho tao chơi dữ. Đúng rồi, rồi. Cho tao để bà lại chơi với tao miếng. Không có chơi gì sao? Đi 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 về đi đi đi. Tao muốn chơi. Đi về đi. Mày. Ngồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Mà sao? Đẹp ai? Đẹp quá. Cho. Trời đất ơi á, canh tuần không canh tuần, nhậu nhẹt. Nè, để đại nhân biết được là chặt đầu từ đứa nghe chưa? Ôi chú cho mà ơi, chặt đầu cái chỉ mà chặt đầu. Bây giờ nè, canh tuần cho cẩn thận, nhớ đại nhân giao trách nhiệm không? Ở đây nè, để cho Cao Loan Anh công chúa nó qua được cửa thành á, chặt đầu từng đứa nghe chưa? Biệt suối. Biệt quá. Nói hoài à. Rồi quá. Cái gì thì cái phải cẩn thận chứ. Rồi, vô đứng canh cho đàng hoàng. Biết rồi. Ủa, ơi. Đừng đi canh cũng được, đi đâu? Có đứa con gái mà làm quá lên. Đúng rồi. Khi mà đàn bà nó đã nổi điên lên á, tám người như mình canh không lại nó đó. Ôi, con này có gì đâu lo dữ vậy? Cái chù này chú cứ khẹo lo. Thưa vào để coi, một tay em bè gầy cổ nó cho ảnh coi. Ai là gầy cổ ai? Vui gầy cổ còn con nhò đò. Cái gì vậy? Vui quá đây nè. Chơi. Vậy chị? Chơi. Vậy chị? Đi chơi với tao nè. Vậy chị? Đi chơi là cướp con ngựa ngựa ô. Cướp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh cướp. Anh cướp cái kiệu trang. Ê ê ê ê ê. Anh ra cướp bạn lục lạc đồng đen. Cướp tiền lá dầm chạy cương đường thấp. Ê ê ê ê ê ê. Lấy lấy lấy. Là đưa ý a à, đưa nàng anh đưa nàng về Vinh. Là đưa ý a à, đưa nàng anh đưa nàng về Vinh. Hay quá, dữ vậy tốt. Chơi mà. Lâu chơi vui ghê đi. Đây nào. Con. Mẹ nè. Gì? Mẹ nè. Mẹ
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi. Nó mẹ hả? Tụi cho anh mà ơi, em mồ côi mẹ từ nhỏ. Ai cứu em bằng con là em xứng lại bằng mẹ. Mày khùng hả? Kêu em bằng con đi. Con. Mẹ. Mẹ. Không. Mày mới khùng nè. Mày mới khùng á. Mày biết ba bị khùng mà mày giỡn với bà. Trời ơi thôi đi. Cái bà khùng này ngày nào mà chẳng đi ngang cái chỗ này. Không có gì đâu anh. Đồ bà người quen của em. Anh nhậu rồi mờ cặp mắt. Nhìn cho kỹ. Bà này có phải là bà khùng hàng ngày đâu. Đâu. Ôi chua cha mà ơi. Anh nói đụng rồi. Bà Ni không phải là mẹ nuôi của tao. Không, bà không phải. Bà là ai? Cha. Nhìn. Cha. Xin cha. 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 Cha ơi, tưởng cha sống thì con rầu. Mai sau cha chết, con ăn mừng con heo quay. Khùng điên đâu không à. Tao không có khùng. Tại hồi đó tía má tao đẻ tao ra. Biết không? Không. Không biết hả? Đó. Đó, tụi bay thấy chưa? Đó là ma ngăn trước ngõ. Đó. Đó là quỷ đón sao hè. Tao sợ không làm phê hè. Kiến cắn dôi cắn hoài không ai cái gì vậy? À, tao nói mày là phu quân của tao. Ê, làm chồng của con điên, làm chồng con điên. Không chịu làm chồng tao hả? Không mà nói. Này, mày làm chồng tao? Tao đừng có điên mày. Không, không chịu đâu coi hồi. Không chịu thì tao đi vô. Ê. Vui thôi, đừng có vui quà. Đi về. Làm gì vậy? Chuẩn bị đi lội ngược dòng. Điên. Đúng kiểu điên, này là điên. Tao nghi lắm nè. Đi vô canh đi, canh vô canh đi. Đàng hoàng. Ây da, nó bụng quá. Ê, lại nó nghe nè, Chị gì nữa? Ê, canh gác ở đây chắc nó bụng lắm phải không? Ừ. Nó bụng không? Đói, đói, đói. Đói bụng không? Đói. Bắt cho cốc ăn nha. Ồ. Bắt cho cốc ha. Cốc mà mình bắt ha. Cái đầu mình nấu đậu xanh nha. Mình ăn cho. Chú cho trời ơi. Dễ sợ luôn vậy đó. Gì vậy? Mùa này mùa khô. Làm gì có cốc cho mẹ. Mù. Mù. Tao bắt cốc bằng búa. Bằng búa. Ghê không? Ghê. Tin không? Không tin. Bắt thương thì tao mới tin. Được.
Không tin, coi chị bắt cho coi nè. Hey, có một con chóc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết. Tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch. Tao bỏ vào gặp là hai con chóc. Bắt phù nè. Có hai con chóc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết. Tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch. Tao bỏ vào gặp là ba con chóc. Một rổ cóc dư ăn rồi. Đúng rồi, lấy ra nấu chào ăn đó buồn quá. Lấy ra, lẹ. Này giữ mà. Ai giữ? Mày. Khủng hề. Trại lầm rồi nè. Ngày giờ là tẩu tường trùng bay dư nè. Tao không có giữ. À. Con khùng nó giữ đó. Khùng ơi, đâu rồi? Khùng ơi. Đây nè. Đem cóc ra khùng. Này thấy nó đi vô trong đây nè. Ủa? Chết rồi. Nãy giờ không lẽ đó là Cao Lương Anh công chúa. Bảo Ngọc ơi. Dạ. Đây là một cái tích của sân khấu Hát Bội. Nó có 5 cái ngũ biến lần mà em chọn một cái điên. Nói gì thì nói thì ở đây là một cái tiểu phẩm, nó chỉ trình làng chúng ta về cái diễn xuất của một cái điên giả thôi, chưa phải là một cái điên thật. Vì vậy cho nên giữa cái giả và cái thật á, nó phải làm sao thuyết phục người xem. Và trong một cái tiểu phẩm này á, cái mà để thể hiện tài năng ca diễn của em á, nó không có làm cho cái người xem thu hút. Những tập trước em chọn nhiều cái tiết mục hay hơn, tốt hơn, biểu diễn vũ đạo nhiều hơn, ca nhiều hơn, xúc tích nhiều hơn. Nhưng hôm nay em lại chọn một cái tiết mục nó không đẩy được nhân vật, không đẩy được cái điểm mạnh của em. Con diễn rất tốt, hơi ca rất hay, mà cô không thấy. Diễn cái điên đó thì cái dạng bình thường thôi mà, dạng hài đó ai làm cũng được. Con ca hay, diễn tốt, không có chỗ để thể hiện. Con bài chút xíu đầu lý đó là không đủ để người ta cảm nhận được cái hơi ca con hay. Lần trước á, chị xem em diễn tuồng cổ, diễn hơi hồ quảng, trời chị mê dữ lắm luôn, rất là mê. Và hôm nay á, trở lại với cái tập 10 này, chị kỳ vọng vô Bảo Ngọc rất là nhiều, mong muốn xem một tiết mục thật là mãn nhãn và mãn nhĩ nữa. Chỗ chị kỳ vọng chị được nghe một câu dụng cổ thật là hay, mà không có câu nào để mà chinh phục được cái người xem cũng như là giám khảo, tại vì em là một cái viên ngọc sáng. 9,5. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy bốn điểm.